Chương 5. Quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác. Quy tắc 29. Ứng xử của luật sư trong quan hệ với các cơ quan nhà nước khác. 29.1. Khi tiếp xúc, làm việc với các cơ quan nhà nước khác với tư cách đại diện ngoài tố tụng, luật sư tư vấn hoặc thực hiện dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng, luật sư phải tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan nhà nước và quy định phù hợp của chương 4 bộ quy tắc này. 29.2. Trong quan hệ với cơ quan nhà nước khác, để thực hiện công việc cho khách hàng, luật sư cần có thái độ lịch sự, tôn trọng, kiên quyết từ chối những hành vi móc nối, trung gian trái pháp luật, trái đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. 29.3. Luật sư có nghĩa vụ giải thích cho khách hàng các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, khuyến nghị khách hàng tránh việc khiếu nại tố cáo trái pháp luật, gây tốn kém thời gian, tiền bạc của nhà nước, người dân và ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Quy tắc 30. Ứng xử trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác. Khi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân khác, luật sư phải có thái độ ứng xử đúng mực, không được có lời nói, việc làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đó.